Kha Thục hả? Lại đây, lại đây. Bây giờ nè, không biết là Kha Thục bài nào nhất nè con? Chú Đại Bi đúng không? Bây giờ con ngồi đây con đọc thử bài chú Đại Bi. Còn mấy bạn nhỏ nào mà thuộc bài chú Đại Bi đọc thử với Kha luôn nha. Đọc luôn với Kha nha. Rồi, xin mời, xin mời. Lại đây, lại đây. Mấy bạn còn lại đọc thêm cũng được, đọc theo nha, không cần im lặng đâu, thoải mái nha. Bây giờ mình chơi số, bây giờ mình có thể chơi là số 179. Anh đếm đến số nào, chị tới bạn nào, nếu đến số thứ tự đó, số 1, đụng tới số 1 là không được hôn, này sẽ thay bằng một cách là vỗ tay, hiểu không? Đồng ý không? Số 2, số 2, không biết chơi, hiểu luôn.
Bây giờ mình thử lại nha. Nãy là các bạn đã biết số chẵn số lẻ rồi. Vậy số 1 là số? Lẻ. Số 2 là số? Chẵn. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ chơi trò đó nha. Bây giờ anh sẽ hô một số bất kỳ. Nếu mà số lẻ các bạn vỗ tay một cái. Giơ tay lên trời vỗ một cái. Nếu mà số chẵn thì không có vỗ, đồng ý không? Rồi bây giờ xin mời các bạn giơ hai tay lên trời hết luôn nha. Giơ tay lên, cái là bên đó. Số 3. Số 4. Hai bạn ngồi phía trước nha, Bi với lại chú nhỏ nha. Và mình bỏ qua phần nháp nha. Bây giờ mọi người đã biết hết rồi đúng không nè. Giờ mình chơi thiệt luôn. 13, 15, 16. À, chúc mừng nhiều bạn. 16 và nhiều bạn. 5, 6. Chúc mừng nguyên team đó luôn nha. Còn bên này có ai không? Bên này có ai không Hưng? Rồi, ngay bây giờ xin mời. Ô, nhiều dữ. Các bạn để ý lấy cái tay anh nè. Khi nào bạn hô a, ví dụ đi lên là các bạn phải lên theo cái nhịp. Ví dụ là a. Đó, nhưng mà đi xuống là a. À. Sau vô bụng. Hít vô chưa? Thở ra. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu chữ A nha. Chữ A là các bạn chữ đâu? Chữ A. Bắt đầu nè. Đó, thấy bạn bên này là mẫu cho bây giờ mình lại nha. Mười tám, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36. Ôi vô lại thôi. Tuy là thích vị chứ không phải làm sai đâu. Thích vị vô á. À, từ người vô đúng không? Mình thử lại coi thử ai ủng hộ Huy trên 8 giây. Như phần nào? Như phần. Như phần đi. Giờ tuyển 3 dancer ra giữa đứng múa nha. 3 người. Cô thấy tiểu hay ngô cầm cho trà quen quen lá ba. Tôi yêu chú đã xa cha xa mẹ ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đang chiều mặt lê nhỏ vì không thuộc bài. Đêm đêm chú tiểu đêm đêm chú tiểu ngân vang với lời kinh trầm bóng du dương. Biên thu hàng giữa chốn không môn sâu chân tiếng mõ sâu đêm nghiêng nghiêng đầu em mãi buồn biến bao sắc màu làm mây người người vui bên mái ấm gia đình còn chú tiểu thank you.
Rồi, câu Nam mô A Di Đà Phật. Nam
mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Thank you.